Phần áo crop top nhá, thì các bạn sẽ tiến hành là ráp theo quy trình như sau này. Giống với cả bài áo ba lỗ, bộ đồ. Thứ nhất là các bạn ráp cho mình phần vai vào trước này. Bạn nào mà chưa xem lại bài đấy thì các bạn quay trở lại xem lại bài đấy là bài đầu tiên. Bài đấy nó sẽ có những cái quy trình may đầy đủ cho một cái áo. Thế đầu tiên là các bạn sẽ ráp hai phần vai vào trước. Sau đó các bạn sẽ tiến hành bọc viền cổ. Phần cổ thì các bạn có thể ứng dụng hai loại bọc viền mà mình đã hướng dẫn trong bài áo ba lỗ căn bản. Thứ nhất là bọc viền lộ hoặc là thứ hai là bọc viền dấu. Các bạn đều có thể là sử dụng được. Nếu mà các bạn bọc viền lộ thì các bạn sẽ cắt cái phần vải xéo của cái áo của mình ý, để các bạn tiến hành bọc viền. Tuy nhiên, nếu với một số cái vải áo dày thì các bạn không nên sử dụng cái vải như thế để bọc viền. Tốt nhất là các bạn có thể sử dụng là vải thô hoặc là vải thô boy, là hai loại vải lý tưởng nhất để khi cắt xéo bọc viền vừa có độ giãn lại vừa rất dễ không bị trơn trượt. Thế còn nếu mà các bạn cắt một mảnh vải thô boy ý, để làm bọc viền ý, thì lời khuyên là các bạn nên bọc viền dấu. Tại vì là sao, tuy nó có thể cùng với màu nhau, thế nhưng mà vốn dĩ nó không cùng chất vải, cho nên là các bạn giấu vào bên trong thì nhìn bên ngoài nó sẽ đẹp hơn. Thế sau khi các bạn đã bọc xong được viền cổ rồi thì mình sẽ tiến hành là ráp sườn. Các bạn sau khi ráp sườn xong thì mình sẽ tiến hành là may tay và tra tay. Thế đây là cái tay mà mình đã hướng dẫn các bạn cắt. Đầu tiên là các bạn quay trở về cái phía đỉnh tay mà mình đã đánh dấu ấy. Các bạn để ý nhá, đánh dấu lại phần đỉnh tay này và phần thân trước đấy, phần nách, phần tay ở bên tay ở đằng trước. Thế sau đó các bạn sẽ tiến hành là may gấu tay vào đầu tiên. Thì các bạn sẽ tiến hành là gập cái phần gấu tay, bạn gập cái phần gấu tay lên nhé. Thế và các bạn may cho mình, bạn đặt vào máy may cho mình. Thế bạn may phần gấu tay nhé, cách 2 cm cho mình. Vừa may nhé, các bạn vừa hơi kéo phần gấu gập ở bên trong ra. Mình hơi kéo nhẹ phần gấu ở bên trong ra. Đấy, và mình cố gắng căn làm sao cho nó thật là đều. Sau khi các bạn đã may xong phần gấu tay rồi thì mình sẽ tiến hành là may phần sườn tay. Các bạn gập tiếp vào để hai phần sườn tay trùng khít với nhau. May bắt đầu từ gấu lên nhé. Mình sẽ may bắt đầu từ gấu lên. Đường may 1,5 cm. Các bạn lại mũi ở hai đầu cho chắc nhé. Sau khi mà các bạn đã may xong được phần sườn tay như thế này thì các bạn lại tẽ mí, lại tẽ cái phần đường may ra. Sau đó các bạn lộ ra mặt phải và mình sẽ tiến hành bắt đầu là tra tay nhé. Bây giờ các bạn nhìn thấy là phần đánh dấu tay trước, phần tay trước và phần tay sau nhé. Đấy, phần tay trước thì các bạn sẽ phải ráp vào với cả phần thân trước, phần tay sau thì mình sẽ ráp vào phần thân sau. Đấy, các bạn trải cái áo của mình ra này, trải cho mặt thân trước quay lên này. Đấy, phần nách tay trước ráp vào phần thân trước. Đấy, các bạn bắt đầu ráp nhá, từ phần chỗ sườn thân và sườn tay. Các bạn tẽ đường may ra, đặt trùng khít phần đường may vào với nhau. Đấy, sau đó các bạn tiến hành là đưa vào máy khâu. Phần thân nhá ở bên dưới, phần tay thì ở bên trên. Sau đó các bạn may một đường cách 0,7 cm. Bắt đầu từ điểm sườn tay nhá, thì mình khi mà tiến hành may lên ấy
thì các bạn để cái phần nách tay nó tự nhiên. Đấy. Đến 1/2 của phần nách thì mình sẽ tiến hành là bắt đầu đến 1/2 của nách nhá, thì mình tiến hành là hơi kéo nhẹ phần thân, phần nách ở thân, còn nách tay nhá mình để nguyên. Đấy, bắt đầu từ 1/2 thì mình hơi kéo nhẹ. Tiếp tục mình sẽ kéo theo mức độ là tăng dần đều cho đến phần đỉnh vai. Thế, và yêu cầu là đến phần đỉnh vai thì cái phần mình đánh dấu đỉnh vai này này của tay này nó phải trùng với cả phần giáp của sườn vai. Thế, yêu cầu là như thế. Thế và các bạn cứ kéo nhá với mức độ tăng dần đều. Đấy. Càng về đỉnh vai thì các bạn lại càng kéo nhiều hơn. Đấy. Tiếp đến bắt đầu từ phần đỉnh tay nhé. Đỉnh tay trở về phía kia thì mình sẽ tiến hành làm ngược lại. Có nghĩa là phần trên đỉnh thì các bạn lại kéo nhiều nhất. Thế. Mà càng về vị trí, về vị trí là đường giáp giữa sườn tay và sườn vai thì mình lại càng giảm cái mức độ kéo xuống cho đến 1/2. 1/2 phía tay sau. Đấy. Thì là mình không kéo nữa và các bạn để tự nhiên. Đấy. Nếu mà các bạn làm cái bước này nó chuẩn ấy, có nghĩa là mình cắt tay chuẩn và mình may chuẩn như là mình vừa hướng dẫn ấy, thì là cái tay lập tức là sẽ khớp với cả cái phần nách tay của thân và nó sẽ không bị thừa hay không bị thiếu và gì cả. Và khi mà các bạn nhìn ở trên cái tay, mình sẽ chỉ cho các bạn kỹ thuật đúng nhá. Đấy, có nghĩa là phần trên này, đấy, phần vai trở xuống. Đấy, khi các bạn lồng tay vào đây, bạn thấy nách, phần tay này có một độ mọng nhất định, nó không được mọng quá, nếu mà nó mọng quá nó sẽ rúm. Nó chỉ có một độ mọng nhất định thôi, vừa phải, mọng nhất là ở trên đỉnh vai, sau đó chảy dần về phía dưới sườn. Và về phía này thì nó sẽ để ở mức độ tự nhiên, như là bình thường. Thân sau cũng vậy, thế nó cũng sẽ mọng nhất là phần trên đỉnh vai và dần thuân về phía dưới sườn thì nó sẽ không mọng nữa. Và yêu cầu kỹ thuật khi mà bằng cảm quan ấy, bằng hình thức nhìn ấy, thì mình có thể thấy được rằng là tay của mình không bị rúm và phần nách nó phải đều. Đấy, nó phải có cong đều như thế này. Đấy, thì là các bạn đã đạt được đúng tiêu chuẩn của cái tay. Đấy. Sau đó các bạn làm cái phần tay còn lại nhé. Là mình sẽ tiến hành là lên gấu là được. Sau khi các bạn đã may nốt phần tay bên kia rồi thì mình chỉ còn một việc đấy là các bạn gập phần gấu lên nhé. Các bạn gập phần gấu lên. Sau đó các bạn bật mặt phải ra, cho vào máy, mình sẽ tiến hành may. Thế. Ở bước này các bạn có thể sử dụng ke viền này, hoặc là không. Đấy, cái căn lề này, hoặc là nếu mà không thì các bạn nào tự tin với khả năng rồi thì không cần. Thế, và các bạn may một đường 2cm giúp mình nhé. Một đường dấu 2cm giúp mình. Thế, và các bạn cứ chạy hết nhé. Cho đến khi là hai đường chỉ nó chạm trùng nhau là ok. Cuối cùng là các bạn may trùng vào với cái đường chỉ đầu tiên mà mình may nhé. Thế là coi như là mình đã được xong, hoàn thành cái áo. Và bây giờ mình chỉ việc là lượt ra thôi. Thế là cái áo của mình đã hoàn thiện rồi. Và nếu mà bạn nào muốn trang trí ở phần cổ ấy, mình có thể kết hạt hoặc đính kim sa phần cổ. Riêng phần gấu thì mình thông thường thì là lời khuyên cho các bạn, nếu mà các bạn làm hàng cao cấp nhé, thì đối với những cái loại vải mà có độ dày và rủ nhất định như thế này này thì mình không nên may gấu. Thế, và các bạn nên khâu gấu, bởi vì là thường thường hàng cao cấp ở những cái chi tiết như thế này người ta không bao giờ người ta may như thế này đâu ạ. Thế, khâu vừa tạo độ sang trọng và cái gấu nó sẽ mềm và rủ hơn. Đấy, chúc các bạn thành công nhé.